Xin chào các bạn, mình là Chris Phan. Mình là Mai Quỳnh Anh. Hai đứa mình vừa coi phim Bố Già xong. Thì mình nhường cho vợ mình nói trước ha. Thật sự là khi xem cái phim này mình rất là xúc động luôn. Mình nhớ tới bố của mình ở nhà thì ngày xưa cũng hay đi lo chuyện bao đồng họ hàng rồi vậy á. Rồi sau này bố mình cũng bị suy thận luôn. Cho nên là mình xem mình rất là nhớ bố mình ở nhà. Cái phim này chạm tới trái tim của mình. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ xem một cái phim nào mà chạm tới trái tim của mình như phim này luôn. Cũng khó nói lắm. Nói chung mình nghĩ là phim này á, mọi người xem thì mọi người sẽ tìm được bản thân của mình ở đâu đó trong bộ phim này. Tại vì nãy mình ngồi cái mình coi cái mình thấy sao nó đúng quá, sao nó giống mình thực tế quá. Mình nghĩ các bạn cũng vậy, và mình nhìn xung quanh thì mọi người cũng có cảm xúc như vậy. Mình yêu cầu anh Thành là phim này á bán combo bắp nước, không là không đủ, phải bán combo bắp nước cộng với khăn giấy nữa mới đủ. Nói về phim Bố Già phiên bản trước hay là phiên bản điện ảnh á, thì luôn sâu cho mình được là ở giữa thế hệ ba mẹ của mình với lại mình á thì sẽ luôn có một cái khoảng cách. Nhiều khi mình thương mình không dám nói nữa, nói trước camera vậy thôi chứ đứng trước ba mẹ chưa dám nói là con thương ba mẹ hay gì hết, giống vậy á. Vợ mình thì có khoảng cách gần với ba mẹ hơn đúng không? Thực ra thì gia đình mình thì sống kiểu gần gũi với nhau ấy, là mỗi ngày bố đều gọi điện cho mình hỏi ba ngày rồi ba bữa, là cứ gọi sau bữa cơm thôi, là chỉ gọi là con ơi con ăn cơm chưa vậy thôi à, xong cái con ăn rồi bố ăn chưa, bố ăn rồi xong thôi. Nói chung là mình cảm thấy rất là may mắn vì mình được gần gũi với bố mẹ rất là nhiều. Nhưng mà chắc có lẽ là nhiều bạn á sẽ ít gọi điện về cho bố mẹ hay là ít tâm sự với bố mẹ, thì mình nghĩ các bạn xem phim này thì các bạn sẽ cảm thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn và sẽ gần bố mẹ mình hơn. Mình khuyên á là các bạn đi xem phim này á, dẫn bố mẹ đi một bữa, đi riêng luôn để đỡ mắc công, đi với bạn bè rồi mới suy nghĩ là tôi phải xem phim này với bố mẹ tôi thêm một lần nữa đó. Thì bởi vậy mình nói là dẫn ba mẹ đi coi trước đi, bạn bè mình dẫn sau. Mọi người ơi, vào ngày 12 tháng 3 thì phim Bố Già sẽ công chiếu luôn đó mọi người. Thì mọi người hãy nhớ là dẫn ba mẹ đi coi trước nha. Rồi xong rồi đó dẫn bạn bè đi coi thêm để ủng hộ cho anh Xịn nha. Các bạn nhớ ra rạp và ví dụ các bạn có cảm thấy chạm đến trái tim mình thì hãy chia sẻ và để cho mọi người cùng đi xem cái phim này nha. Tại đơn giản là phim quá tuyệt vời và quá xứng đáng, các bạn nhớ xem nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.